Chúng ta bắt đầu vào bài 21. Chúng ta có sang cha đi nâng cửa sân. Sang cha đi nâng gớt các bạn biết rồi đúng không? Sang cha đi nâng gớt tua chú cái là tôi giúp dọn đồ bày bàn nhé. Dọn ra hoặc là bày đồ ra, ăn ra nhé. Đây là sang cha đi, sang cái bàn nhé. Cha đi nâng gớt. Chúng ta sẽ hôm nay chúng ta sẽ học về tìm cách giải thích và tìm được sự tìm cái sự cho phép của người khác để hỏi ý kiến này. Tiếp theo hôm nay chúng ta sẽ học là nâng tê hoặc nâng tê lời cái ô. Và từ vựng hôm nay chúng ta sẽ học về chủ đề từ vựng về nhắc sốc, đó là khoảng hẹn chô đê là lời mời. Còn phần văn hóa hôm nay chúng ta sẽ học về chữ từ đi xôn mùi là quà tặng khi mà đi đến mừng tân gia, quà mừng tân gia lên nhà mới ạ. Quà như thế nào theo kiểu của người Hàn Quốc. Thì đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu phần hội thoại số 1 theo ai in đây ạ. Bây giờ mời Hà đọc một lần từ đầu đến cuối Hà nhé. Vâng. Đó là thích đầu tiên chữ pi sơ, đây là thư ký này, còn bạn này là artist. Otoke osetsoyo. Chenen Hankuk konseon artist라고 합니다. Sangsangnim hago dusie yaksokki isseoseo wasseumnida. Sangsangnimi jamgan naga setneunde 제가 전화해 물게요. 꽃 옷 쓰는 거예요. 안에 들어가서 기다리세요. 아니에요. 여기에서 기다릴게요. 오케이. Đây chúng ta có từ vựng là pi sơ là thư ký này. Bây giờ mời Trang đọc lại nhé, Trang nhé. Trang đọc lại từ đầu nhé. 네. 어떻게 오셨어요? 저는 오셨어요, 한국 오셨어요? 네. 오셨어요. 오셨어요. 저는 한국 건선 아디씨라고 합니다. 사장님하고 2시에 약속이 있어서 왔습니다. 사장님이 잠깐 나가셨는데 제가 전화해 볼게요. 곧 오신 거예요. 안에 들어가서 기다리세요. 아니에요. 여기에서 기다릴게요. 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 네. Đây ví dụ như là bạn vào trong và ngồi đợi, bạn vào trong và đợi một lát thì sẽ nói như nào chăng? Chăng nói lại câu này. 안에 들어가서 기다리세요. Rồi chúng ta cố gắng đọc nhanh nhé. Này. Rồi bây giờ bạn Hà sẽ đóng vai là Pi Sơ, còn bạn Trang đóng vai là Hatip. Để chúng ta đóng vai vào hội thoại này. 어떻게 오셨어요? 저는 한국 건선 RTC라고 합니다. 시장님하고 2시에 약속. 사장님하고 사장님하고 2시에 약속이 있어서 왔습니다. 있어서 왔습니다. 있어서 왔습니다. 사장님이 잠깐 나가셨는데 제가 전화해 볼게요. 통화 후 đây là người ta không nhắc đến. Sau lát sau gọi. Đúng rồi. Cái này tiếp rồi. Cô xin cười rồi.
안에 들어가서 기다리세요. 아니에요. 여기에서 기다릴게요. 기다린. 기다린. 기다릴게요. 네. Bây giờ hai bạn đổi lại nhé. Bạn là Trang sẽ là thư ký và bạn Hà sẽ là admin. Oke, oke. 저는 한국 건설 아티시라고 합니다. 사장님하고 2시에 약속이 있어서 왔습니다. 사장님이 잠깐 나가셨는데 제가 전화해 볼게요. 곧 오신 역에 곧 오신 역에요. 안내 들어가서 거예요. 안내 들어가서 기다리세요. 아니에요. 여기에서 기다린게요. 오케이. Bây giờ bạn Hà sẽ đóng vai là teacher, còn thầy giáo đóng vai là artist nhé. Vâng ạ. 어떻게 오셨어요? 저는 한국 건설 아티스트라고 합니다. 사장님하고 2시에 약속이 있어서 왔습니다. 사장님이 잠깐 나가셨는데 제가 전화해 볼게요. 걸으실 거예요. 안에 들어가서 기다리세요. 아니에요. 여기에서 기다릴게요. Bây giờ mời bạn Trang đóng vai thư ký nhá. 네. 어떻게 오셨어요? 저는 한국 건설 RTC라고 합니다. 사장님하고 2시에 약속이 있어서 왔습니다. 사장님이 잠깐 나가셨는데 제가 전화해 볼게요. 곧 오신 거예요. 안에 들어가서 기다리세요. 아니에요. 여기에서 기다릴게요. 네. 아니요, mới vào có đọc một lần không, bạn Hiếu ơi? Dạ vâng. Vâng, ok. Xin mời bạn Hiếu đọc từ đầu đến cuối nhé. Vâng. Oke, osasseo. Chenen Hankuk. Hankuk keseo. Atisirako hamnita sajanimako tusie yaksuk i isai asa wasamnita sajanimi jangkan naga sesnente Jika chunhoa he bon keo koto sin keo ane tun de kase gitariseo anio a anio Zeki Ese Kitarin Keo. Bây giờ nha các bạn nha, chúng ta sẽ nói nhanh một chút này. Giám đốc sẽ về ngay thôi. Thì sẽ nói như thế nào? Giám đốc sẽ về ngay thôi. Giám đốc sẽ về ngay thôi. Cô đô xin cơ hiểu. Cô đô xin cơ hiểu. Sa trang nghiêm đúng không? 네. 사장님 곧 오실 거예요. 그럼 이제 bố sẽ về ngay nói như nào? 아버지 곧 오신 거예요. 네. 네, bây giờ nói vợ sẽ về ngay nói như nào? 부인은 아내 오신 거예요. 아내
hoặc là anh aneka aneka cốt ôn như cô ấy. Thực tế nói về vợ thì chúng ta nói là cốt ôn cô ấy, chứ không nói là ôn xin cô ấy nhé. Okay. Thế bây giờ bảo là bạn hãy vào bên trong và đợi một chút thì nói như nào ạ? Anetun Anetun Kasa Anetun Kasa Kitari Seo Anetun Kasa Kitari Seo. Ok. Thế bây giờ đi ra ngoài chờ một chút thì nói như nào? Ảm ê tư đơ ca sơ kít nợ kít ta đi xe ô. Bà kê tư đơ ca sơ kít ta đi xe ô. Tư đơ ca sơ là gì em? Vào. Tư đơ là vào trong. Còn tư đơ ca là đi vào, đi ra ngoài không ạ? Đi ra là... nhầm rồi. Pake nakaho kitariseo. Đi ra ngoài đây là đi vào trong. Chả nhớ. Học bài 12 thì nên đi xuống đi vào đi ra nhớ không? Em thầy bảo thì em nhớ rồi ạ. Tôi đưa cả tài lên. Pake, nó pake, giả ra sơ, đi đây đi theo, hãy ra ngoài mà đợi. Rồi. Tôi sẽ đợi ở đây, sẽ nói như nào, tôi sẽ đợi ở đây. Zukie sơ, kitari keo. Kitari keo, yukie sơ, kitari keo. Yukie sơ, kitari keo. Đây ạ, ô thức kêu chắc sơ, bạn đến đây có việc gì, được chưa? Đây ạ, nhắc sắp kì ít sơ sơ, bọn xung gì là tôi có hẹn vào lúc 2 giờ đấy ạ, tôi sẽ nhắc sắp kì ít sơ sơ, bọn xung gì là. Đơn giản chúng ta hãy nói là nhắc sắp kì ít tà là có cuộc hẹn đúng không? Bọn xung gì là đã đến. Ok. Ví dụ bây giờ những câu như này, tại sao bạn đến đây nói như là? Tại sao bạn đến đây ạ? Where are you? Nào lần lượt từng người một này. Tại sao bạn đến đây thì nói như nào? Bạn Hà. Where are you? Where are you? Cayo. Ue yo ki cayo. Cayo là đi. Đến là ô mà. Ue wai o. Ô, ue wai o. Đúng rồi. Hoặc là ue yo ki wai o. Vâng. Sao chúng ta nghĩ khó là làm gì? Ok. Chúng ta sẽ nghe bạn câu hỏi nhé.21과 상 차리는 것을 도와줄까요? 대화 1. 어떻게 오셨어요? 저는 한국건설 아디시라고 합니다. 사장님하고 2시에 약속이 있어서 왔습니다. 사장님이 잠깐 나가셨는데 제가 전화해 볼게요. 곧 오실 거예요. 안에 들어가서 기다리세요. 아니에요. 여기에서 기다릴게요.
chúng ta nghe lại một lần nữa nhé. 21과 상 차리는 것을 도와줄까요? 대화 1. 어떻게 오셨어요? 저는 한국건설 아디시라고 합니다. 사장님하고 2시에 약속이 있어서 왔습니다. 사장님이 잠깐 나가셨는데 제가 전화해 볼게요. 곧 오실 거예요. 안에 들어가서 기다리세요. 아니에요. 여기에서 기다릴게요. 오케이, chúng ta sẽ sang phần tiếp theo, đó là phần từ vựng phần này. Đó là약속, đó là cuộc hẹn. Mà nhé. 약속 ở đây chúng ta có mấy từ vựng như thế này thôi. 약속은 하다, đấy là hẹn, cái việc hẹn đấy chúng ta phải hẹn nhau. Đấy là 약속은 하다. 약속은 지키다, đây là đúng hẹn. 약속은 없기다 là lỡ hẹn. Còn 약속은 늦다 là muộn. Hẹn 2 giờ nhưng 3 giờ chúng ta biết muộn. Tiếp theo chúng ta có từ vựng đó là 파문하다, đây là câu hỏi. 파문해요, đó. Hoặc là 파문했어요, 파문할 거예요. Tiếp theo là 안내하다, 안내하다, hướng dẫn. 안내를 받다 là người nhận được hướng dẫn. 기다리다 là chờ đợi. Thì cái này chúng ta lưu ý là chờ đợi này thì ở bên Việt Nam mình tránh trường hợp chúng ta để người Hàn Quốc phải đợi lâu, bởi vì người ta rất tôn trọng để giữ gấp. Nào bây giờ những từ vựng này thì chúng ta mỗi người đọc chút tôi một lần nhé. Mời bạn Hiếu đọc trước nhé. 약속은 하다, 약속은 지키다, 약속은 어기다, 약속해 늦다, 방문은 하다, 안내하다, 안내는 받다, 기다리다. Rồi, ok, mời bạn thứ hai, đó là bạn Trang. Trang, tất cả những từ này, 8 từ này Trang chuyển thành đuôi yo giúp thầy giáo ở hiện tại nhé. Nè, 약속은 약속은 해요. 약속은 지 키어요. Ok, 키어요. 약속은 어 키어요. Ok. 약속해 늦어요. Ok, 늦어요, đúng rồi. 방문은 해요. 네, 네, 안내 해요. 안내는 따, 따, 따라요. 아, 빠, 따라, 빠따요. 기타, 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 리어요. 오케이, 기타 리어. 오케이. Bạn Hà, bây giờ chuyển tất cả những cái từ này thành quá khứ cho thầy giáo. 약속은 했어요. 약속은 지켰어요. Phải không ạ? Đây này từ đấy phải không ạ? Đúng rồi. 지켰어요. 약속은 지켰어요. Okay. 약속해 약속해 늦었어요. Okay. 방문은 했어요. 안내 했어요. 안내는 받았어요. 기다렸어요. Okay. Đấy là những câu mà chúng ta có thể sử dụng được. Ví dụ như là tôi đã hẹn bạn ấy rồi thì chúng ta có thể người đó cộng với 약속은 했어요. Còn hôm qua chúng ta hẹn nhau mà muộn thì là 어제 약속해 늦었어요. Đấy là chúng ta có sẵn câu để chúng ta nói luôn. Và đơn tê, nờ đơn tê. Ở đây tôi sẽ viết lại cái này. Đây là một cấu trúc ngữ pháp mà người Hàn Quốc và người Việt Nam mình rất hay dùng trong cái quá trình giao tiếp.
nân tê là động từ đi với nân tê. Đây là từ nối ạ, nhá. Động từ 2. Rồi tính từ sẽ đi với n hoặc là nân tê. Ở đây chúng ta sẽ dịch là vì nên, hoặc tuy nhiên, hoặc là giải thích tuy nhiên cái gì đó, giải thích lại cái vế đằng sau. Chúng ta có thể nói là vế trước sẽ là tiền đề cho vế sau. Chúng ta cũng nhiều, tùy vào ngữ cảnh mà chúng ta cũng có thể là dịch là vì V1 nên V2, hoặc là tuy V1 nhưng V2. Đó, hoặc là giải thích là cái V1 nó như vậy, cho nên là V2 tôi mới phải làm như thế này. Nó là tiền đề dùng khi trình bày hoàn cảnh trước khi triển khai nội dung tiếp theo. Động từ hoặc ít tà ập tà sẽ đi với nâng tê, còn tính từ sẽ đi với nâng tê. Đấy các bạn nhé. Cái này chúng ta có thể dùng thay cho vì nên, nhưng, tuy, tuy nhiên, hoặc là tuy nhiên cái gì đó và giải thích nhé. Rồi chúng ta sẽ xem những cái câu này thì chúng ta sẽ dịch như thế nào. Câu số 1 này. 내일 오후 3시에 방문 할 거예요. 할게요. Đúng không ạ? Là 내일 오후 3시에 방문 할 거예요. Bang muốn hát ra trên này đúng không? Thăm hỏi đúng không? Bang muốn hát kêu là gì ạ? Bang muốn hát kêu đây là tôi sẽ đến thăm đúng không? Tôi sẽ đến thăm vào lúc nào ạ? Vào lúc 3 giờ chiều ngày mai. Và người cái người nghe người ta sẽ hỏi sẽ nói như thế nào? Nên chê xìa nên giáp sốc đi nên dê 내일은 어떠세요? Là vì ngày mai là lúc 3 giờ thì tôi có hẹn. 4 giờ thì bạn thấy thế nào? Tiếp theo ạ. 지금 시간 있으면 nếu bây giờ có thời gian. 이것 좀 가르쳐 줄 수 있어요? Thì ở đây không biết là các bạn cái chỗ Shigani Isumian, cái này các bạn biết là gì chưa? Chưa. Động từ đi với Umian. Đó, động từ đi với Umian. Cái này là nếu V2 V1 nếu V1 thì V2, nếu V1 thì V2 thế rồi. Đấy là cái cấu trúc này. Tiếp theo cái này à, là động từ đi với L hoặc là L su ita su ita hoặc là ông ta. Cái này có nghĩa là có thể hoặc không thể. Nó không thể làm cái động từ này. Có thể hoặc không thể làm cái hành động này nhé các bạn nhé. Thì chúng ta dựa vào cái này chúng ta sẽ nhìn lên lên trên ví dụ. Shigan ít miền chữ ít tà này thì sẽ có cổ cái, cho nên là sẽ đi với ư các bạn nhé.
Cái câu ngữ pháp trên đó là nếu có động từ V1 có cụm đáy thì sẽ đi với ư, còn không có cụm đáy sẽ không có chữ ư này ở đây nhá. Còn cái bên dưới, nếu mà động từ không có cụm đáy thì chữ L sẽ làm cụm đáy, và nếu có cụm đáy thì của động từ này thì sẽ thêm chữ ư đằng sau cái động từ đó, sau khi chúng ta bỏ chữ tà đi nhá. Ở đây chúng ta có cái đây ạ. Cái chỗ này là chúng ta sử dụng là cho cái động từ đó là chu nhá. Chu là cho đấy ạ. Kare cho chul chu đà. Đây là dạy cho tôi. Nhá. Thì bây giờ có thể dạy cho tôi đúng không ạ? Ý cơ chôm, ý cơ là cái này, chôm là làm ơn, làm ơn. Thì có thể làm ơn dạy cái này cho tôi được không? Các bạn hiểu chưa? Các bạn ghi xong ra cái này chưa? Đúng ạ. Cái này chúng ta cố gắng là chúng ta sẽ lưu lại nhé. Ok, đây là nếu bây giờ nếu có thời gian thì bạn có thể dạy cho tôi cái này được không? Chi khương chung hoặc vấn đề vì bây giờ hơi bận. Chăm chỉ man một chút ạ. Kitaya chuseo, bạn hãy đợi tôi một chút. Chăm chỉ man hoặc là chăm can man thì cũng là chờ đợi một chút nhé. Kitaya là chờ đợi. Tiếp theo số 3 là Modikachi Nashito Chuunde, thời tiết thì tốt. Uri onul nolle galgayo, hôm nay vì thời tiết tốt nên chúng ta cùng nhau đi chơi nhé. Nolle gara này là đi chơi này. Nolle galgayo là chúng ta sẽ là gì ạ? Đi chơi nhé. Jwayo, tốt quá. Otie gago sipeoyo, bạn muốn đi đâu? Ok. Đây là các ví dụ mà chúng ta dùng cái phần là nên dê hoặc là nào nên dê. Đây là chốt là tính từ tốt ấy. Tốt thì có cụm đáy thì đi với nên dê nhá. Bởi vì tính từ chúng ta đi n hoặc là ưn nhá. Còn động từ thì chúng ta mặc định bỏ chữ tà đi với nên dê rồi. Thì hôm trước chúng ta học nâng cớt đúng không? Động từ đi với nâng cớt ấy, học vài sở thích ấy, thì chúng ta đã biết là nâng cớt đây là chỉ dành cho động từ thôi nhá. Bây giờ chúng ta sẽ dùng là nâng tê. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng với thầy giáo làm luôn phần bài tập này. Chúng ta xem qua và chúng ta sẽ điền từ vựng bên dưới phần cookie này và phần những phần dưới bức tranh này. Các bạn viết luôn vào trong sách hoặc là trong vở giúp thầy giáo luôn nhé. Nè. À, bây giờ bức hình số 1 thì chúng ta chọn cái chữ nào các bạn? Yasukunhata. Ok, Yasukunhata. Rồi, bức hình số 2. Pamunhata. Này, Pamunhata. Cái bức hình số 3. Anerunhata. Người này là người hướng dẫn, các bạn chú ý một tên đúng không? Và cuối cùng là đợi, đúng không? À, tiếp theo phần này chúng ta sử dụng n hoặc là n t hoặc là nân t để chúng ta hoàn thành đoạn hội thoại. Thì các bạn câu đầu tiên thì đây ở đây chúng ta chỉ có 3 câu cho nên chúng ta bạn sẽ làm nhé. Thầy giáo sẽ dành cho 2 phút các bạn nghĩ câu. Bạn là Hà sẽ làm câu 1, Trang làm câu 2 và bạn Hiếu sẽ làm câu 3. Chúng ta sử dụng những cái từ bên dưới này như các bạn nhé. Sử dụng những từ bên dưới này để chúng ta cho vào câu.
À, mời các bạn làm nhé. Bạn Hà làm xong chưa? Không rồi. Thuận Sĩ, 시간 있으면 이것 좀 가르쳐 주세요. 지금은 시간이 없는데 조금 이때 오세요. 아! 조금 있다. 조금 아 뭔가 조금 있다. 있다. 조금 있다. 있다가 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 뭐가 싸워. 이따가 몰라서 몰라서 오세요. 네. 조금 오줏. 네. 내가 여기 없는데 이러고 없다. 없는데. 어, 다음 고수 2 말장. 네. 모니카 씨 마트에 가는데 뭐 필요한 그 있어요? 어, 무엇이 아니라? 지 모니카, 도리처 지거 건지 không? 가는데 뭐 건지 không? 필요하다 내가 cần nó, cơ để cái này, bạn có cần cái gì không? 자, 그 theo, 그럼 우유 좀 사다 주세요. À, hãy mua cho tôi sữa. Yeah. À, tiếp theo là bạn Hiếu à. 우리 오늘 같이 청소해요. 방이 너무 더러워요. Câu này dịch là gì? Hôm nay chúng ta cùng nhau dọn vệ sinh phòng quá bừa bộn. Phòng tơ rồi tơ rơ tơ rớp tà nên là bẩn 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 phòng tơ rớp tà gốc của nó là tơ rớp tà đó là bẩn nhá. Thì... 오늘은 좀 바쁠 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 게 아 바쁜 때 밥 바쁜데, 뭐 바쁜데. 내일 바쁜데. 내일 하면 안 돼요? 뭐. 예, 예. 고고 문제야. Hôm nay tôi bận, tối nay tôi hơi bận. Ngày mai à vì thế ngày mai có được không? Đúng rồi. Nên hai bên ảm tiêu. Ảm tiêu là không được nhá. Không phải là được không, mà là không được. Hôm nay chúng ta hỏi là ngày mai không được à? Ngày mai không câu được. Câu hỏi chúng ta sẽ dịch như thế nhá. Bạn hiểu nhá. Hiểu. Nếu mà không có chữ an đây thì chúng ta sẽ dịch là nên hai bên tiêu. Đấy là chúng ta sẽ làm nếu ngày mai làm có được không. Nhưng mà ảm tiêu là không được à? Chú ý nhé. Đi. Chúng ta tiếp tục. Chúng ta sang phần hội thoại số 2. Theo hội nghị. Theo hội nghị này chúng ta sẽ xem Monica và Sohi sẽ nói chuyện gì nhé. Monica chi ở Soho. Ở Soho. Xin mời vào. Cứ vào nhanh lên đúng không? Chúng ta sẽ vào nhanh lên nhé. Để chú tê hay chú sơ sơ, cảm xa hiểu. Cảm ơn vì đã mời tôi. Chị bị chăm, chun nèo. Chít là cái nhà ấy. Chăm là rất. Chốt là tốt, nèo là cảm thán. Nhá. Nhà đẹp thế. Cô bao yêu. Xin cảm ơn. 그런데 대신 집 찾기가 어렵지 않았어요. Tìm nhà, bạn tìm nhà không khó chứ? 아니에요, không. 금방 찾았어요. Và tôi tìm thấy ngay. 이건 집들이 선물이에요. 이건 là cái này.
chit tư đi là lên nhà mới, lễ mừng tân gia ấy. Sân mu là quà tặng, yeo. Đây là quà tặng mừng tân gia. Bull gì thế? 이런 걸 준비했어요? Lại còn chuẩn bị cả cái gì thế này? 어서 앉으세요. Xin mời ngồi ở đây. 상자린 것은 좀 도와줄까요? Còn tôi dọn bàn, dọn đồ ra bàn ăn không? 아니에요. 다 됐어요. Tất cả xong hết rồi. 다 됐어요. Chip tư đi là cái từ vựng và lên cái lễ lên nhà mới đấy các bạn nhé. Và bây giờ mỗi người lại tôi lại mời đọc một lần nữa các bạn nhé. Mọi người còn ở đây không ạ? Bây giờ thì mời mỗi người đọc một lần nữa các bạn nhé. Này. Ở chúng ta nâng cao kỹ năng đọc đi, bởi vì sau này chúng ta thi chúng ta cần đọc nhanh nhé. Bây giờ mời bạn Hà đọc đầu tiên, xong bạn Trang, xong bạn Hiếu nhá, đọc từ đầu đến cuối. Monica 씨, 어서 와요. 네, 초대해 주셔서 감사해요. 집이 참 좋네요. 고마워요. 그런데 집 찾기가 어렵지 않았어요? 아니에요. 금방 찾았어요. 이건 집들이 선물이에요. 뭘 이런 건 준비했어요? 어서 앉으세요. 상차리는 것은 좀 도와준가요? 아니에요. 다 됐어요. 네, 모니카 씨, 어서 와요. 네, 초대해 주셔서 감사해요. 집에 참 좋네요. 고마워요. 그런데 집 찾기가 어렵지 않았어요. 아니에요. 금방 찾았어요. 이건 집들이 선물이에요. 뭐 이런 건 준비했어요. 어서 앉으세요. 산자리는 것은 좀 도와준가요? 아니에요. 다 됐어요. Trang ơi, thầy giáo đánh mấy cái mũi tên với cái đánh dấu như này ấy. Thì đâu, đầu tiên là Trang đọc đây là chi bê, đây là chi pi nhá. Cánh nhà thì là trợ từ chủ ngữ của nó là y nhá. Chi pê chỉ khi là chúng ta hướng đến ngôi nhà đi hoặc đến thôi nhá. Còn chủ ngữ khi cánh ngôi nhà là chủ thể là phải là chi pi. Chi pi, tiếp theo là mấy cái câu hỏi ấy, Trang không biết rộng. Anh nát sao? Một ớt chưa ăn nát sao? Ớt chưa ăn nát sao? Rồi gì ạ? Một chuẩn bị hết sao? Chuẩn bị hết sao? Cao đẳng cuối tôi một chút. Nè. Ok. Xin mời bạn Hiếu ạ. Monica si also why also why yo? Nè. Chú tè. Chú sơ căng xa hẻo chi bi chăm cho nèo cô mau ơi yô cơm tệ chi chất kia ca ở rắc chi à nát sơ yô à nhẹ yô cơm băng chắc sơ yô y cơn chip tươi
entry sun moon yell. One iron can should be hassle as a anti cell sang charinan kersen chom toa chun kayo anyeo ta twist sale. Xong hết rồi, nói nào gọi nhớ rồi. Tất cả xong hết rồi, hoặc xong hết rồi nói nào. Ta Tha quên rồi, tha quên rồi. Tha quên rồi. Nói cho quen là tha quên rồi. Tha quên rồi. Xong hết chưa? Tha quên rồi. Nè, tha quên rồi. Nè, tha quên rồi. Làm xong hết bài tập chưa? Nè, tha quên rồi. Ok. Ok. Nào bây giờ chúng ta đóng vai nhé. Mời bạn Hà đóng vai là Tohi và bạn Trang sẽ đóng vai là Monica nhé, Trang nhé. Nè. Và Monica là đến thăm nhà của Tohi. Monica si, ở sơ vai ô. Nè, cho tê hê chú siêu sơ. Cảm xa hê ô. GP 참 좋네요. 고마워요. 그런데 시작기가 어렵지 않았어요? 아니에요. 금방 찾았어요. 이건 집들이 선물이세요. 뭘 이런 건 준비했어요? 어서 앉으세요. 상자리는 건선 좀 도와 준가요? 아니에요. 다 됐어요. 자, 네. 그럼 bây giờ mời bạn vừa xong là Trang đóng vai Monica. 네. Bây giờ Trang đóng vai Sohi và bạn Hiếu đóng vai Monica nhé. 네. Là Hiếu đến nhà Trang. Monica 씨 왔어요. 어서 와요. 어서 와요. 네. 초대해 주셔서 감사해요. 집이 참 좋네요. 고마워요. 그런데 집 찾기가 어렵지 않았어요? 아니에요. 금방 찾았어요. 이건 집들이 선물이에요. 뭐 이런 건 준비했어요? 어서 앉으세요. 상 차리는 것은 좀 도와줄까요? 아니에요. 다 됐어요. Ok, cảm ơn bạn Trang. Bây giờ bạn Hiếu sẽ đóng vai là Sony, còn bạn Hà sẽ đóng vai Monica. Monica si, ơsơ vayo. Nè, chú tê hê, chú xe sơ, cảm xa hê yô. Chị bi chám chút nê yô. Kumau vayo. Kron tê, chị chắc kì ka. 어렵지 않았어요? 않았어요? 아니에요. 금방 찾았어요. 이건 집들이 선물이에요. 머리는 건 준비해요? 어서 앉으세요. 상차리는 것은 좀 도와준가요?
아니에요. 다 됐어요. 네, 오케이. Bây giờ chúng ta sẽ nghe đoạn hội thoại này các bạn nhé. Đề hoa y. Monica 씨, 어서 와요. 네, 초대해 주셔서 감사해요. 집이 참 좋네요. 고마워요. 그런데 집 찾기가 어렵지 않았어요? 아니에요. 금방 찾았어요. 이건 집들이 선물이에요. 뭘 이런 걸 준비했어요? 어서 앉으세요. 상 차리는 것을 좀 도와줄까요? 아니에요. 다 됐어요. 대화 2. 모니카 씨, 어서 와요. 네, 초대해 주셔서 감사해요. 집이 참 좋네요. 고마워요. 그런데 집 찾기가 어렵지 않았어요? 아니에요. 금방 찾았어요. 이건 집들이 선물이에요. 뭘 이런 걸 준비했어요? 어서 앉으세요. 상 차리는 것을 좀 도와줄까요? 아니에요. 다 됐어요. các bạn thấy ngữ điệu của người ta đọc thì cũng như chúng ta cũng gần gần giống nhau đấy ạ. Các bạn cố gắng này, đọc đi đọc lại cho nó thật nhuần nhuyễn là chúng ta được rồi. Thế các bạn thấy là bây giờ mình đã nói gần gần giống như người Hàn Quốc chưa ạ? Chưa. Chưa. Giọng không giống á. Giọng ai giống được người Việt Nam, giọng tôi với giọng các em cũng giống nhau đâu. Chúng ta đọc em thấy ra... em thấy có chị Quyên lúc mấy buổi vào lớp mình chị nói giống giọng người Hàn ấy. Nói nhiều lắm các em, nói nhiều lắm. Các em quan trọng là nói chuẩn, bạn ấy làm việc với người Hàn Quốc bao nhiêu năm này làm gì chả nói chả ok, nhưng vấn đề là khi mà học hoặc là khi nói giống người ta ấy, thì người ta còn có cái nét điệu điệu nữa. Nói chung là chúng ta cứ nói được cái ý tưởng của mình ra là một, và thứ hai nói đúng cái tâm lý tình cảm của mình ra là được, chứ không cần phải biết cứ phải bắt chước người ta làm gì nhé. Chúng ta phần tiếp theo, tiếp theo là chúng ta sang phần thứ số hai, đó là chủ đề, đó là chính là lời mời chủ đề. Đầu tiên là chủ đề là chủ đề là đây là mời đấy, chúng ta đi mời. Ví dụ đây là 우리 집에 오세요. Được chưa? Thì người ngoài người ta nhìn vào người ta bảo là đấy là mời. Được chưa? Còn cái người nhận được lời mời ấy, chủ đề đến pata là nhận. Nhận lời mời đó là cái người mà được nghe lời mời đó, nhận lời mời đến nhà đúng không ạ? Sơn mô rừng chinh bi hà giả. Cái này là chuẩn bị quà. Thì các bạn có đến nhà ai mà chúng ta phải chuẩn bị quà không ạ? Các bạn đã bao giờ đến nhà người khác mà chuẩn bị quà chưa? Nè. Nè, ok. Khi đó thì Hà chuẩn bị cái gì? Em chuẩn bị khoa in. Khoa in. Khoa in. Khoa in chuẩn bị heo. Ồ, khoa in chuẩn bị heo. Ồ, ok. Bạn Hiếu đã bao giờ đến còn đến nhà người khác mà mua quà đến chưa? Có rồi, nhưng mà mua quà hỏi thăm. Ừ, quà hỏi thăm, nhưng cái đấy là quà gì? Mua cái gì? Đường với lại sữa. Uyu. Uyu thang. Tôn thang, uyu. Đó. Tiếp theo chúng ta có
집은 찾다. 찾다 đây là tìm kiếm các bạn nhé. 찾다. 집은 찾다 đây là tìm nhà. Bây giờ ví dụ như là 핸드폰은 찾다. 핸드폰은 찾아요. Thì đó là tìm điện thoại nhé. Các bạn hình dung ra chưa? Cái này các bạn biết không ạ? Tìm nhà này. Ví dụ này, có người bảo bạn Hiếu là Hiếu, 사장님, Hiếu 찾아요. 사장님, Hiếu, Hiếu은 찾아요. Thế là giám đốc tìm Hiếu. Yeah. Tiếp theo, chúng ta có từ vựng khác đó là 마중나가다. 마중나가다. Đây là đi đón. Ở mắt chung là các ta là đi đón nhá. Còn be ung ha ra, đây ạ, be ung ha ra là tiễn. Đấy, hai cái này chúng ta chú ý này, mắt chung là các ta và be ung ha ra. Đây chúng ta chú ý nhá. Um xích cơn trắng man ha ra. Um xích cơn trắng man ha ra, đây là chuẩn bị món ăn. Nó giống như là ươm xích ươn chuẩn bị hạt à, hoặc là ươm xích ươn mang thương tả. Nhá. Tiếp theo là sang ươn chà đi đà. Sang ươn chà đi đà là bày ra bàn các bạn nhé. Bày thức ăn, bày các thứ ra bàn. Sắp cỗ đấy ạ. Còn sang ươn chiêu đà là dọn bàn. Thì cái này thực tế ở Việt Nam mình có cái từ dọn bàn đúng không ạ? Dọn ra và dọn vào đấy. Nhiều khi chúng ta mà dọn cỗ đi. Thế bây giờ dọn cỗ đi, dọn dẹp hay là bưng cỗ ra. Thế nhiều khi chúng ta từ tiếng Việt thì chúng ta phải hiểu thêm những cảnh nữa. Cho nên là chúng ta chú ý, tôi để là bày bàn là một và thứ hai dọn bàn là hai, chúng ta lưu ý là hai từ này. Nó khác nghĩa nhau. Tiếp theo là iagi rơ đào du ra. Đây là chúng ta ngồi nói chuyện, tức là chia sẻ câu chuyện này. Nói chuyện với nhau. Cái từ Nanuda đây là chia sẻ, còn Iyaki là câu chuyện. Thế bây giờ các bạn mỗi người đọc giúp tôi một lần cái này, mấy từ này ạ. À, mời bạn Hiếu đọc luôn nhé. Bạn Hiếu đọc từ vựng thôi. Sutehata Suterunpata Sengonen chunpiata chipun kata. Ok, ok. Bạn Hiếu đọc cho tôi những cái này chia ở thì hiện tại đuôi ayo ayo. Chute heo chuterun patayo sengonen sengonen chunpia heo chipun chào chị Vân chào 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 chào. Ok. Bây giờ mời bạn Hà đọc thứ hai. Đọc ba chữ này thôi. Ba bức tranh ở trên. Hai ba. Đọc nguyên bản à? Đọc nguyên bản. Đọc. Ma chung nagata. Si kun chang man hata. Sang un chi rita. Cha rita. Charita. Charita. Bây giờ chia đôi yo, em nói ba câu này. Vâng ạ. Ma chung na tayo. Si kun chang man heo. Sang un cha rio. Cha rio. Tiếp theo. Đã đón. Đã đi đón. Đã chuẩn bị món ăn. Đã bày bàn. Ma chung na kasoyo.
음식은 장만했어요. 상은 잘했어요. 잘했어요. Okay. Ví dụ như là người có một người lái xe chẳng hạn, ông sếp bảo là đi đón người ở ngoài sân bay chẳng hạn. Còn người ta ông sếp ông hỏi thế bạn nam đấy đã đi đón người chưa? Thì lúc đấy mình có thể nói là ô cứ sa la mơn má chung đã có rồi. Thế là xong rồi nhé. Nào tiếp theo mời Trang. Trang đọc ba từ còn lại trong cái đó là chia ở thì hiện tại và quá khứ nhé. Trang đọc ba từ còn lại. Nè, san ưng chi u ta, iyaki rin na nu ta, be ung ha ta. Hiện tại là sa sa ưng chi, sa ưng chi qua yo. Wo yo. Iyaki 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 nên na noa yo. Nua. Na u thì u mà u cộng với yo. Noa yo. Đã rồi. Be ung heo. Ok. Thì quá khứ. Quá khứ. Đã dọn dẹp bàn rồi. Sang sang ưng quát sợi ồ à quát sợi ồ gì đấy qua sang ưng chi quát sợi ồ các em bỏ ta đi cái chữ cuối cùng là chữ gì chi u u u cộng với cái gì cộng với quát sợi ồ a thế mình hiện tại cộng với cái gì hiện tại cộng với mềm ôi ô quá khứ cộng với ớt xôi ô trời ơi thấy chưa nè nó chỉ thêm sò sò mới ơi ô đằng sau này cơ mà nó vẫn trên này thêm sò sò thêm ơi ô vào đây thế là xong quá khứ nó chỉ là thế thôi mà sang ơn chi what soi o chi what u o so so soi o được chưa Trang nè sang ơn chi what soi o đúng rồi chi what soi o đã dọn rồi chi what soi o nào tiếp theo iyaki nen na what soi o ok bỏ chúng ta đi đây là nu nu sao cộng với ác sôi ồ thế em cộng với ơ nu cộng với a ơ thì phải cộng với ớt sôi ồ trong cùng quá khứ chứ cái này sẽ là nu đúng không? Na, na nuốt rồi ồ. Được chưa Trang? Nè. Anh có hiểu không ý? Hay là mang máng hay như thế nào? Có. Cái như này... ý là em đọc nó lối lên nó không đúng. Ờ, nuốt rồi ồ. khác với nuốt rồi ồ kể cả em đọc là nu xong đi đằng sau là ớt rồi ồ cũng không làm sao cả không cần phải luyến lấy gì cả nu ớt rồi ồ không sao cả đừng đọc là nuốt rồi ồ là được ác này nó khác nhau này à khác nhau nha nào diễn là gì diễn bye bye bê ung hết rồi ok bê ung hết rồi cái này dễ đúng không à, ok Trang để ý lại cái này nhé Trang nhé dòng okay. Này cơ bản lắm
Đọc đến nó cứ sai sai gì. Không phải mà thầy giáo còn cảm giác là em sai. Bởi vì đây nu em không phải là nu là phải đi với ớt rồi, kể cả em chẳng luyến âm bỏ đà đi thêm ớt vào đây thì cũng là nu ớt rồi nhá. Xong cái này nó không có cụm đáy thì mình mới nhét vào như này thì mới là nuốt rồi, nuốt rồi. Ok, đấy chẳng chú ý đấy. Tiếp theo chúng ta có cái ngữ pháp đó là động từ đi với l cái ô. Nếu không có cụm đáy thì sẽ tức là như này, động từ đi với l hoặc là l cái ô. Đây là câu hỏi dùng để hỏi ý kiến hoặc là rủ nhau làm một việc gì đó. Nếu có cụm đáy thì chúng ta đi với ư, còn nếu không có cụm đáy chúng ta đi với l. Làm cụm đáy đi. Ok, cái này thì chúng ta hình dung này, động từ đi l cái ô đứng sau động từ hỏi về suy nghĩ hoặc là sự nhận hoặc là nhận sự cho phép của đối phương. Nếu không phụ âm đấy thì hoặc phụ âm đấy là l thì dùng là l cái ô, tức là chữ l này sẽ được ghép làm phụ âm đấy. Hoặc nếu động từ có phụ âm đấy thì chúng ta có là ư cái ô, dùng để hỏi ý kiến hoặc là hỏi về suy nghĩ của đối phương. Đấy. Hoặc là chúng ta sẽ dùng là khi mà rủ nhau làm việc đó mà chúng ta dịch là nhé đấy. Đấy. Ở đây chúng ta xem ví dụ này. 제가 선물을 준비할까요? Là gì ạ? Tôi chuẩn bị quà nhé. Tôi đúng không? 제가 là tôi chuẩn bị quà nhé. 네, 수미 씨가 선물을 사세요. Bạn Sumi hãy mua quà đi. 제가 케이크를 살게요. Tôi sẽ mua bánh ngọt. Cake là bánh sinh nhật. Cake là bánh sinh nhật đấy ạ. Cake. Nè, cake là bánh sinh nhật. 살게요, đây là tôi sẽ mua đúng không? Các bạn biết rồi đúng không? Mình sẽ làm gì đấy thì chúng ta sẽ là đi với l kêu. Đây xa không có cụm đáy là thành xa kêu. Tôi sẽ mua cake là bánh ngọt. Thì ta là tôi. Tiếp theo câu số 2 này các bạn xem này. Lian Chi 전화가 왔어요. Lian là có điện thoại kìa, điện thoại đến kìa. 제가 전화를 받을까요? Tôi đúng không? 제가 là tôi. Tôi nhận điện thoại nhé, hoặc là tôi nhận điện thoại được không, đúng không? 네, 전화 좀 받아주세요. Vâng, làm ơn. Cái chôm mà khi mà yêu trong yêu cầu này thì chúng ta dịch là làm ơn nhé. Làm ơn nhận điện thoại cho tôi. Đấy. Và bây giờ chúng ta sẽ thử đóng vai để chúng ta đọc phần hội thoại này các bạn nhé. Đầu tiên mời bạn Trang, đóng vai đọc cái này và bạn Hiếu sẽ đóng vai người bên dưới. 제가 선물은 준비했게요. 한게요. 할까요? 할까요? 한가요? 할까요? 네, 수미 씨가 선물은 샀어요. 제가 케이크는 산게요. 네. 다음 편 bạn Hà. 어, bạn Hà sẽ đọc phần số 2 này. Và tiếp theo Trang sẽ trả lời bên dưới nhé. 네. 리안 씨, 전화가 왔어요.
제가 전화를 받을까요? 네, 전화 좀 받아 주세요. 네, 오케이. À, chúng ta sang phần luyện tập này, các bạn hãy nói giúp tôi nhé. Ví dụ này, chúng ta nhìn những từ vựng ở bên dưới, các bạn nhìn thấy không ạ? Ở phần cookie ấy, thì chúng ta cho những cái phần cookie đó và chúng ta nói thành câu, được không ạ? Ví dụ này, hình số 1 này, Urichibe Oseo, tức là mũi tên và người nói, thì đấy là Choteru Hetsoyo. Ở thì quá khứ đấy ạ, nhá. Hoặc là 초대는 받았어요. Chưa thì quá khứ hết ạ. Ví dụ đã chuẩn bị món ăn thì chúng ta nói như thế nào ạ? Chúng ta còn nhớ từ vựng không? Ở đây ạ. Đầu tiên chúng ta sẽ nối từ vựng trước nhé, để cho chúng ta dễ hình dung. Nào, số 1 thì chúng ta là chế biến món ăn đúng không ạ? Đây ạ. 음식은 장만하다. Với hình số 2 chúng ta là làm gì đây ạ? 상은 차리다. 상은 차리다. 보이죠 봐. 마춤 나가다. 마춤 나가다. 잠깐. 잠깐. 마춤 나가다 해라 배우 하다. 짝짠아. 잠깐. 뭐 이거. 건 배우 배우 하다라 이게. 띠나. 띠나. Nào, tiếp theo số bức hình số 4 thì sẽ đi với từ gì ạ? 선물은 준비하다. Ok, 선물은 준비하다. Thế còn bức hình số 5? 기분 좋다. 기분 좋다. Và cuối cùng là 이야기 rất 나누다. Thì bây giờ chúng ta sẽ mỗi người làm một câu nhé. Câu số 1 thì chúng ta nói như nào? Mời bạn Hà, câu số 1. 음식은 장만했어요. Ok. Bức hình số 2 mời bạn Trang. 장 상 상은 상은 차리 다. Cái này em chia thì quá khứ hết nha Trang nhé. 다 했어요. 네. 차리 đúng không? 땅 차 이 sẽ biến thành 이요 서 서 으요 잘했어요 잘했어요 không có thứ thì có vẻ cống đi cha nghe kém quá khứ kém quá khứ cứ từ thì hiện tại thì sẽ là chuẩn thì quá khứ luôn ạ. Chỉ thêm sò sò với ơi ô thôi ạ. Thế này. Đấy. Thêm mỗi thành phần này vào là thành quá khứ ngay chăng ạ? Này. Thôi rồi. Ví dụ như là suy suy ơi ô chẳng hạn. Chăng nhé. Suy ơi ô. Được chưa? Nhá. Này. Thì chăng quá khứ thì suy sò ơi ô. Thế là xong. Thế chưa? Thành suy ớt rồi. Đấy là quá khứ. Chưa? Nhau. Nào, tiếp theo bức hình số 4. Bức hình số 4 mời bạn là Hiếu. 선물은 준비했어요. Rồi. Bức hình số 3 mời bạn Hà. 마춤 나갔어요. Rồi, bức hình số 5 mời Trang. 집은 찾았어요. 집은 찾았어요. Đúng rồi là này chuẩn. Okay. Tiếp theo mời bạn Hiếu ở cái cuối cùng. 이야기는 나눴어요. Ok. Oh. 이야기는 나눴어요. Ok. Tiếp theo cái phần số 2 này chúng ta đọc câu trên và chúng ta làm luôn câu bên dưới ạ. Chúng ta chọn đáp án luôn ạ. Đây ấy không?
À, các bạn làm luôn nhá. Chế ga tua chu cái ô thì chọn câu nào? Một ạ. Một. Chế ga tua chu cái ô, hai cái đều có nê đúng không? Vâng. Tôi giúp đỡ cho nhé. Vâng. Vâng thì phải là nhờ người ta đúng không? Tua chu xeo. Tại vâng, tại tôi có thể làm mình.